Hi, chào mừng tất cả các bạn đã đến với trung tâm ECE luyện thi TOEIC Online. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tin tưởng và lựa chọn ECE là một người bạn đồng hành để mà cùng học và luyện thi TOEIC. ECE hy vọng là sau thời gian này bạn có thể trang bị thêm cho mình thật nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm để mình có thể bước vào vòng thi một cách tự tin và đạt được số điểm như mình mong muốn nhé. Và sau đây sẽ là bài học đầu tiên. Ở bài học này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể học tốt và hạn chế được tối đa các lỗi có thể mắc phải trong quá trình học các bạn nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có các phần quan trọng sau đây. Đầu tiên là các bạn có thể nắm được chương trình học cũng như là lịch học của mình. Tiếp theo đó, các bạn sẽ được biết về cách học và cách làm bài tập gửi cho trung tâm. Thứ ba là các bạn có thể biết được cái cách thức trao đổi cho trung tâm qua Skype và mail. Và cuối cùng là các bạn có thể khắc phục được các lỗi kỹ thuật nếu có trong quá trình học của mình. Bước vào phần đầu tiên là về chương trình học. Thì chương trình học của chúng ta thứ nhất là sẽ được học về từ vựng. Ở trong cuốn sách từ vựng mà trung tâm có gửi cho các bạn thì sẽ có 1.000 từ vựng cốt yếu thường hay gặp trong bài thi TOEIC. Và 1.000 từ vựng này được chia ra làm 51 chủ đề. Và các chủ đề này cũng là các chủ đề rất là hay thường gặp trong bài thi TOEIC của chúng ta. Tiếp theo đó là phần ngữ pháp. Thì về phần ngữ pháp, đây là một cái cuốn sách ngữ pháp mà trung tâm đã tổng hợp. Sẽ có 13 bài học và 13 cái chủ điểm ngữ pháp cơ bản. Sau mỗi bài học ngữ pháp thì sẽ có những bài tập ở đằng sau. Và các bạn sẽ làm bài tập này rồi gửi mail cho trung tâm. Trung tâm sẽ tiến hành sửa bài và gửi lại bài giải chi tiết cho các bạn. Sau khi hoàn thành hai cuốn từ vựng và ngữ pháp thì chúng ta sẽ bắt đầu học cuốn Starter và Developing. Trong hai cuốn này thì đối với phần nghe, trung tâm sẽ post trực tiếp câu hỏi lên trên website. Còn đối với phần đọc hiểu và ngữ pháp thì trung tâm sẽ cung cấp sẵn các clip cũng post trên website và các bạn có thể vào và học lại bài học bất kỳ lúc nào ha. Sau khi mà các bạn đã ôn luyện xong cuốn Starter Developing thì chúng ta sẽ bước vào phần phương pháp giải đề, bao gồm 7 phần và 7 phần này sẽ tương ứng với 7 phần trong một đề thi TOEIC. Ở mỗi phần, trung tâm sẽ quay những bài học để hướng dẫn cho các bạn phương pháp giải bài, cách làm bài nhanh nhất, các cái mẹo để làm bài để lựa chọn được đáp án chính xác nhất. Bên cạnh đó, trung tâm cũng cung cấp cho các bạn một bộ đề tự luyện post trực tiếp trên trang web. Các bạn có thể tải bộ đề về và chúng ta sẽ tự luyện tập ở nhà. Sau khi mà chúng ta đã nắm được phương pháp giải của từng phần thì chúng ta sẽ bước vào phần giải đề của cuốn sách Economy. Đối với Economy Listening thì các bạn sẽ làm bài trực tiếp trên trang web. Còn về phần Economy Reading thì trung tâm đã cung cấp sẵn các bài học quay dưới dạng các clip để các bạn có thể học. Về phần cách học thì sau khi nhận được tin nhắn và mail kích hoạt của trung tâm thì các bạn sẽ làm theo các bước như sau. Các bạn sẽ mở file Excel lịch trình học của mình ra để cập nhật lịch học và học theo lịch trình mà trung tâm đã cung cấp. Đây là mail tài khoản học và bộ quà tặng từ ECE. Trong mail này thì trung tâm có gửi cho bạn tài khoản học cũng như là password để các bạn có thể đăng nhập vào website của trung tâm. Và bên cạnh đó, trung tâm cũng gửi cho bạn một file lịch trình học cũng như là các giáo trình tài liệu có liên quan ha. Và file lịch học các bạn sẽ tải xuống. Đây là file lịch học của các bạn. Lịch học thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào học là 2 tháng, 4 tháng hay 6 tháng. Và bài học của chúng ta sẽ được chia đều ra cho từng ngày. Các bạn sẽ căn cứ vào số ngày và số bài học mà trung tâm đã sắp xếp sẵn cho mình để học theo đúng lịch trình các bạn hết. Trung tâm sẽ dựa vào lịch trình học mà trung tâm đã cung cấp sẵn để tiến hành điểm danh và theo dõi tiến độ học của các bạn. Tiếp theo, các bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản của mình vào website ec.com.vn và chúng ta sẽ cùng nhau học tập ở trên trang web này các bạn nhé. Để bắt đầu chương trình học của mình thì các bạn sẽ mở một trình duyệt web. Sau đó nhấn địa chỉ của website ece.com.vn. Trên màn hình của các bạn là địa chỉ của trang web và nơi mà các bạn sẽ học tập. Các bạn nhấn vào nút đăng nhập. Sau đó nhấn tên tài khoản và password của mình vào để chúng ta đăng nhập bắt đầu học các bạn ha.
chú ý là chúng ta sẽ nhấn vào nút Remember Me để tên đăng nhập và password của bạn được lưu lại trên trang web. Và các bạn chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất thôi, những lần sau khi mà các bạn quay lại học thì các bạn chỉ cần mở lại trình duyệt web và không cần phải đăng nhập nữa mà vào thẳng lớp học luôn các bạn ha. Các bạn chú ý là chúng ta cũng sẽ không chia sẻ tài khoản học của mình cho bất kỳ ai ha, để đảm bảo là tài khoản của bạn sẽ không bị hệ thống khóa. Sau khi các bạn đã học xong thì chúng ta không đăng xuất. Các bạn chú ý chúng ta sẽ không đăng xuất mà chúng ta chỉ tắt trình duyệt web thôi. Không đăng xuất mà chỉ tắt trình duyệt web. Và khi các bạn muốn quay lại học thì chúng ta chỉ cần mở trình duyệt web lên. Rồi sau đó các bạn sẽ vào trực tiếp lớp học TOEIC. Các bạn sẽ vào trực tiếp lớp học TOEIC để bắt đầu học mà không cần phải đăng nhập lại các bạn ha. Trang web đã lưu lại tên đăng nhập cũng như password của các bạn rồi nên các bạn cứ vào thẳng lớp học để chúng ta bắt đầu học mà không cần phải đăng nhập lại một lần nữa. Khi học thì các bạn cũng nên tập trung và tránh bị phân tán vì bất cứ điều gì. Tốt nhất là chúng ta sẽ không nghe nhạc, không online Facebook và các bạn nên tập trung, không có nên bị sao nhãng. Như vậy thì quá trình học của chúng ta mới có thể là tốt hơn và có hiệu quả hơn. Khi học thì các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một quyển tập hoặc là một quyển sổ, một tờ giấy nháp, rồi bút thì các bạn nên chuẩn bị là bút mực, bút dạ quang hay là bút chì để chúng ta có thể ghi lại, nốt lại những gì cần thiết. Và khi mà các bạn quên rồi, các bạn không thể nào nhớ hết được những kiến thức đó thì chúng ta có thể mở ra chúng ta xem lại. Đối với những quyển tập nhỏ hoặc là quyển sổ nhỏ thì các bạn có thể đem đi mọi nơi và khi nào mà các bạn có thời gian rảnh thì các bạn nên mở ra và chúng ta có thể ôn luyện, như vậy sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Sau khi mà các bạn học xong clip ở trên trang web thì các bạn hãy cố gắng chúng ta nhớ lại, hệ thống lại những gì mà vừa mới được học. Các bạn có thể mở quyển sách ngữ pháp, mở quyển sách từ vựng hoặc là mở một cuốn tập của các bạn ra, chúng ta ôn tập lại những gì mà chúng ta vừa mới ghi chép. Sau khi chúng ta có thể nhớ được bài học cũng như là nhớ được cái kiến thức mới thì các bạn hãy xuống dưới và làm các bài tập mà đăng tải ở dưới cái clip. Đó là những cái bài tập trắc nghiệm. Sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn có thể nhấn nút Show Result và kết quả sẽ hiện ra. Đồng thời thì sau mỗi bài học các bạn nên ôn tập lại và trước khi các bạn học bài mới thì chúng ta nên hệ thống lại kiến thức bài cũ, review lại, ôn tập lại các bài cũ một lần nữa để có thể nhớ hơn nhé. Về phần bài tập thì chúng ta sẽ có các dạng bài tập như sau. Thứ nhất là bài tập điểm danh. Đây là các câu hỏi trắc nghiệm mà trung tâm post trực tiếp lên trên trang web. Và các bạn sau khi học bài thì chúng ta sẽ làm bài tập này ha. Tiếp theo là các bạn sẽ nhấn nút Show Result và đáp án sẽ hiện ra. Trung tâm cũng sẽ dựa vào bài tập này để tiến hành điểm danh cho các bạn. Tiếp theo đó là bài tập về nhà. Thì bài tập về nhà là sau mỗi bài học ngữ pháp có các bài tập ở trong sách. Thì các bạn sẽ làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong clip. Sau đó thì các bạn sẽ gửi bài vào mail cho trung tâm với tiêu đề là tên học viên, level, unit và exercise. Ví dụ như bạn tên Thủy và bạn đang học là học ngữ pháp. Bài học thứ nhất và làm bài tập số 3 thì các bạn sẽ ghi là Thủy, grammar, unit và exercise. Rồi sau đó gửi vào mail cho trung tâm. Và phần bài tập cuối cùng mà các bạn cần phải làm đó là bài tập cuối tuần. Bài tập cuối tuần thì các bạn sẽ được nhận vào thứ bảy hoặc là chủ nhật hàng tuần các bạn ha. Và deadline nộp bài của chúng ta sẽ là vào thứ tư của tuần kế tiếp. Và công việc đối với bài tập cuối tuần của các bạn sẽ là nhận bài tập từ trung tâm, làm bài, gửi bài, rồi sau đó các bạn sẽ được nhận bài sửa của trung tâm các bạn ha. Và tương tự như vậy, tiêu đề thư của chúng ta sẽ là BTCT là bài tập cuối tuần, tên, level và unit. Ví dụ như bạn tên Thủy, bạn đang học đến level là grammar và unit 1 thì bạn sẽ ghi là BTCT gạch Thủy gạch grammar gạch unit 1. Và các bạn lưu ý ha, trung tâm chỉ sửa bài cho bạn khi mà bạn gửi bài tập, bài làm cho trung tâm thôi. Còn nếu như mà bạn không gửi bài làm của bạn cho trung tâm thì trung tâm sẽ không gửi bài sửa lại cho các bạn nhé. Và deadline của chúng ta sẽ là thứ tư của tuần kế tiếp.
Nhằm hỗ trợ cho quá trình học của các bạn được tốt hơn và dễ dàng hơn, thì EC luôn có các thành viên hỗ trợ từ 8 giờ sáng tới 22 giờ tối trên các kênh đó là mail. Khi mà các bạn có một vấn đề nào chưa rõ về bài học hay là bài tập và các bạn nộp bài tập về nhà, bài tập cuối tuần thì các bạn sẽ gửi vào mail tiengancee.vn@gmail.com. Và nếu như các bạn có trục trặc gì về kỹ thuật trong lúc học thì các bạn hãy để lại thông tin cho đội ngũ kỹ thuật viên thông qua mail là hotrokythuat.ece.vn@gmail.com. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp qua Skype ece.vn với đội ngũ trợ giảng luôn luôn trực tuyến. ECE sẽ hồi đáp lại ngay sau khi mà nhận được thông tin từ phía các bạn ha. Bước vào phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay đó là làm thế nào để có thể tránh được các lỗi kỹ thuật. Thì thứ nhất, sẽ không mở website cùng một lúc trên nhiều thiết bị và không năng suất mà chỉ tắt trình duyệt web thôi. Lỗi kỹ thuật khác mà các bạn có thể gặp đó là không đăng nhập được vào website của trung tâm. Thì cách mà các bạn sẽ giải quyết đó là chụp và gửi màn hình vào mail của trung tâm. Các bạn sẽ gửi vào mail hotrokythuat.ece.vn@gmail.com ha. Nếu như các bạn không thể cài được bộ từ vựng thì các bạn cũng hãy để lại thông tin cho trung tâm và các bạn sẽ gửi vào mail là hotrokythuat.ece.vn@gmail.com. Như vậy là bài học đầu tiên hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Rất là cảm ơn sự chú ý của các bạn. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì chúng ta có thể chia sẻ và học tập thật tốt, thật là có hiệu quả các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với bài học đầu tiên về phần ngữ pháp và từ vựng các bạn ha.